Người Việt Nam ơi, khoan bạn, ok, hôm nay Quang thèm gỏi cuống. Ngày mình làm bánh mì á bạn, mình còn dư đồ dưa thêm, so mình có tôm đây, chả đây, Quang không có thịt heo còn tôm lành á, Quang cho bỏ ra. Và không sao, mình có chả lùa, chả chiên đây, mình có hành ngò đây, salad nè, bún nè, vì rau hèn. Lần trước á, mình làm đi. Làm sốt đậu phòng. Đây là một lon sữa dừa, đậu bơ, mình bỏ nửa chén thôi bạn, rồi hai muỗng to đi. Sao vậy? Đây là tương ngọt và tương phở, mình bỏ hai muỗng vô. Muỗng cà phê dầu mè, hai muỗng xì dầu vô, một muỗng đường nếp, xì muối, một xì tiêu, cho nó sôi lên. Bắt đầu nha, chứ mình gọi một bên chả ngâm nước. Xì rau, xì bún, chả lùa đấy. Phải ngửi, chứ thúi bạn. Phải ngửi cho thúi, không thúi. Hà đây, miếng tôm đây, cái rau ngò đây luôn, rất thơm. Bắt đầu xếp nghe, cuốn lên, rồi lấy này ra đã. Một cái gỏi cuốn đẹp không bạn, quá đẹp. Ok, sốt tước. So, bạn thấy Quang làm sốt đây rồi bạn. Thì bỏ đồ mỏng lên, ớt tươi lên, cho cái mỏng bạn. Đây là xì đu đủ dẫn. Hành phí nghe. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Còn nóng không nè? Có không? Đó, vô nè. Thèm chảy nước miếng không bạn? Vô nè. Không bạn ơi, muốn khóc luôn bạn.
ngon bạn ơi, ngon điên đầu luôn bạn ơi. Wow. Bữa khác các quán cho được sốt nêm mùi xỉ nè, còn nóng mà không sao, vô nè. Wow. Ngon điên đâu. Quán thầy Tôn Phính ngày nay có một quán bên Sài Gòn bạn gọi cuốn 100 đô cho 6 cuốn. Không biết 100 đô rồi sao luôn bạn. Có bỏ thịt Kobe nè, vị cay gì đó, cay màu vàng như vậy bạn. Quán nhìn này, quán nhìn ngon mấy. Chắc phải về Việt Nam cho thử. 6 cuốn Kobe nè, thịt thịt cá, bao thịt cá luôn. Nhìn nè, luộc của vịt, ruột của vịt. Nhìn nữa, không biết không bạn, bỏ đồ về bà. Cũng nhìn hấp dẫn quá. Rất ngon. Qua đi nè. Gỏi bình thường á là ngon dữ đâu bạn. Vì sao phải trả 100 đô? Quan bỏ chả lùa vô là ngon không thể theo.
Nghe không? Bên nhiều quán quán thấy không? Là thích bỏ nhiều bún, rì rau, bỏ thịt xí, tôm xí. Phải bằng nhau hết đấy. Ngon không? Quá ngon không bạn? Ok, đó là hết clip rồi bạn. Lần mai mình hẹn gặp nhau lại.